Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Phú Trọng lo xây dựng Đảng, giang hồ nổi lên khắp nơi nơi. Ngay giữa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh ở quận Bình Tân, sự việc xảy ra như một tổ chức khủng bố gây bạo loạn khi hơn 200 người đi xe máy và mang theo hung khí như kiếm dài, gậy ba chĩa được thiết kế chuyên nghiệp ập vào một quán nhậu, đập phá trang thiết bị, bàn ghế và hành hung thực khách. Nhóm này bỏ đi nhanh chóng trong một màu áo cam đồng nhất với hàng trăm xe máy gầm rú trên đường. Rất nhiều video clip đã ghi lại cho thấy tầm cỡ của nhóm giang hồ và sức bạo lực hung hãn hoành hành trên đường phố như chỗ không người. Không có công an chính quyền nào có mặt để can thiệp. Người dân chỉ còn cách tháo chạy như chạy giặc để giữ lấy mạng sống của mình. Chủ quán nhậu cùng nhân viên thì hoàn toàn bất lực, chưa bị đâm chém đã là may lắm rồi. Đây là hình ảnh băng nhóm áo cam gồm 200 người mang theo dao kiếm, mã tấu và chĩa ba xông vào quán ốc Hương ở quận Bình Tân, khiến thực khách bỏ chạy tán loạn. Vào tối ngày 5 tháng 6 năm 2020, một nhóm khoảng hơn 200 người, phần lớn mặc áo màu cam đi trên nhiều chiếc xe máy, mang theo hung khí, kéo đến một quán nhậu ốc Hương trên đường số 6, phường An Lạc A, quận Bình Tân. Khi đến quán ốc, nhiều người trong băng nhóm mặc áo cam đã xông vào đập phá và đánh người trong quán. Nhiều thực khách trong quán nháo nhào bỏ chạy. Theo camera ghi lại, một người trong quán ốc bị nhóm đánh ngã xuống nền nhà. Sau khi đập phá nhà và đánh người, nhóm này lên xe máy rời đi nhanh chóng. Nhóm với khoảng hơn 200 người cầm hung khí đi trên nhiều xe máy tạo thành đoàn dài trên đường. Nhiều người đi đường khiếp sợ. Vào lúc 16 giờ chiều ngày 7 tháng 6, Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi cung cấp thông tin điều tra ban đầu về vụ băng nhóm áo cam náo loạn trên quán ốc ở quận Bình Tân. Khoảng 20 giờ 30 vào ngày 5 tháng 6 tại quán nhậu ốc Hương số 86/88 đường số 6, khu phố 8, phường An Lạc, quận Bình Tân do anh Nguyễn Văn Quý sinh năm 1993 làm chủ. Khoảng 200 thanh niên đi trên xe máy cầm dao tự chế, chĩa ba ngạnh đến chửi vọng vào quán. Một số đối tượng đã xông vào trong quán, đập bàn ghế, tủ kính và dùng vỏ chai bia đập vào đầu anh Lâm Thành Long, sinh năm 1990, là khách ngồi ăn ở đây. Sau khi đánh anh Long gây thương tích và đập phá ở quán, nhóm thanh niên đã lên xe và cùng nhau bỏ đi. Thời gian tụ tập trước quán đến khi các đối tượng bỏ đi diễn ra rất nhanh chóng. Kết quả bước đầu xác định nguyên nhân do mâu thuẫn của một số cá nhân nên các đối tượng rủ rê kết nhóm đánh nhau. Và được biết đã khởi tố vụ án hình sự này. Đây là hình ảnh Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an Thành phố Hồ Chí Minh trả lời báo chí cho cuộc họp báo vào ngày 7 tháng 6 năm 2020. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân thành phố củng cố chặt chẽ hồ sơ ban đầu, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về 3 nhóm hành vi vi phạm và các tội gây rối trật tự công cộng, tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại đến sức khỏe của người khác, tội hủy hoại hoặc cố tình làm hư hỏng tài sản. Cơ quan công an kêu gọi người thân, gia đình vận động các đối tượng còn lại ra đầu thú để hưởng được sự khoan hồng của pháp luật. Vận động nhân dân nếu phát hiện và có thông tin về các đối tượng thì báo cho cơ quan có thẩm quyền. Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngoài quyết định khởi tố vụ án hình sự về 3 nhóm hành vi vi phạm, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định tạm giữ hình sự 15 nghi phạm và tiếp tục mở rộng điều tra để bắt giữ những người khác. Ai cầm đầu băng nhóm áo cam này? Câu hỏi cũng được đặt ra. Trả lời câu hỏi về nguồn gốc hung khí của băng nhóm áo cam, Thượng tá Nguyễn Thế Lâm cho biết hung khí mà công an thu giữ được chủ yếu là hung khí thô sơ, tự tạo nhưng rất nguy hiểm, có tính sát thương cao. Còn áo khoác màu cam mà băng nhóm trên mặc để dễ nhận biết trong lúc giải quyết mâu thuẫn với băng nhóm còn lại. Nguồn gốc hung khí và áo khoác băng nhóm áo cam mặc sẽ được công an làm rõ trong quá trình điều tra. Về câu hỏi việc băng nhóm với hàng trăm người hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn có phải là hoạt động tội phạm có tổ chức hay không, Thượng tá Nguyễn Thế Lâm không trả lời thẳng vào câu hỏi mà cho biết sẽ làm rõ trong quá trình điều tra. Tương tự câu hỏi ai là đối tượng cầm đầu và mâu thuẫn gì dẫn đến việc gây án rung động dư luận, Thượng tá Lâm cho biết do vụ án còn đang trong quá trình tiếp tục điều tra nên tạm thời chưa công bố chi tiết mâu thuẫn ai cầm đầu băng nhóm để tránh lộ nghiệp vụ. Đây là hình ảnh
đến tối ngày 9 tháng 6, Công an Bình Tân phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM đã tạm giữ tới khoảng 36 nghi phạm. Việc nhóm thanh niên đi thành đoàn nhưng vì sao công an không phát hiện và ngăn chặn kịp thời? Thượng tá Lâm nói, khi nhóm thanh niên đi lên đường Hồ Ngọc Lãm thì cảnh sát giao thông đã phát hiện và thông báo qua bộ đàm để triển khai biện pháp nghiệp vụ. Việc nhóm đối tượng không bị ngăn chặn tại chỗ do đường từ Hồ Ngọc Lãm đến vị trí xảy ra sự việc rất gần nên việc triển khai chưa kịp, Thượng tá Lâm giải thích. Chân dung kẻ cầm đầu 200 giang hồ hảo hán mặc màu áo cam đập phá quán ốc Hương. Đến tối ngày 9 tháng 6, liên quan vụ băng nhóm áo cam, Công an quận phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM đã tạm giữ khoảng 36 nghi phạm, trong đó có Trần Thanh Tuấn, còn gọi là Tuấn B. Qua tìm hiểu Tuấn B, đối tượng được cho là cầm đầu băng nhóm 200 giang hồ đập phá quán ốc Hương, Bình Tân vừa bị Công an TP.HCM bắt tại Ninh Thuận là một cộng cán. Do đàn em của Tuấn B mâu thuẫn với một số đàn em của nhóm XT ở Bình Tân, nên Tuấn B huy động đàn em đánh dàn mặt nhóm XT. Và liên quan đến vụ 200 đối tượng mặc áo màu cam cầm hung khí, diễu võ dương ngoai trên đường phố, xông vào quán nhậu ở đường số 6, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP.HCM, đập phá, quán và đánh một người trưa ngày 5 tháng 6. Qua thời gian phân tích tích cực truy xét, xác định được một số đối tượng, chủ mưu, cộng cán và các thành viên trong nhóm 200 người này, Công an TP.HCM với chủ công là Phòng Cảnh sát Hình sự đã tổ chức truy quét và bắt rất nhiều đối tượng. Đây là hình ảnh hàng trăm xe máy của nhóm áo cam chạy trên đường phố tay cầm dao kiếm gậy ba chĩa. Đối tượng được cho là chủ mưu trong vụ này đã trốn ra Ninh Thuận. Một tổ trinh sát đã lần theo dấu vết và bắt được đối tượng này di lý về TP.HCM để điều tra xử lý. Tuấn B, kẻ được cho là cầm đầu 200 giang hồ vừa bị Công an TP.HCM bắt giữ. Theo thông tin ban đầu, đối tượng đã bị di lý từ Ninh Thuận về TP.HCM là Trần Thanh Tuấn, gọi là Tuấn B, sinh năm 1984, ngụ ở Bình Tân. Thông tin bước đầu được biết, một số đàn em của Tuấn B có mâu thuẫn với nhóm đàn em của XT, cũng là một đối tượng, quy tụ hàng loạt đối tượng ở quận 8, Bình Chánh, Bình Tân dưới trướng. Nên Tuấn B đã huy động tới 200 đối tượng để đi giải quyết mâu thuẫn với nhóm XT. Và vì số đối tượng đông trên 200 người gồm nhiều nhóm khác nhau, đa phần là các băng nhóm khác chiến hữu của Tuấn B gộp lại chung sức cho Tuấn B, nên những đối tượng trong nhóm quy ước mặc áo màu cam để tránh bị đánh nhầm. Và chuẩn bị đủ hung khí, nhóm đối tượng do Tuấn B cầm đầu đã kéo đến quán ốc Hương, nơi mà đàn em của XT thường ngồi nhậu tìm người giải quyết mâu thuẫn. Và do không phát hiện được đàn em của XT, nhóm này đã xông vào quán ốc Hương đập phá. Anh ETL sinh năm 1990, ngụ tại quận 6. Do lấy điện thoại ra quay chụp nhóm của Tuấn B nên bị nhóm Tuấn B đánh và dùng chai bia đập vào đầu. Lúc này Công an Bình Tân nhận được thông báo triển khai quân số xuống hiện trường nên nhóm Tuấn B nhanh chóng rút đi sau khoảng 5 phút đập phá. Tuấn B là ai mà lại có thể trong một thời gian ngắn quy tụ được hơn 200 người, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng được cả đồng phục, hung khí để đi giải quyết mâu thuẫn như vậy? Qua tìm hiểu được biết, Tuấn B là đối tượng giang hồ cộng cán tại địa bàn quận Bình Tân và các quận lân cận như Bình Chánh, quận 8. Để lấy số, vào năm 2016, Tuấn B đã huy động hàng chục đối tượng giang hồ dưới trướng của mình, ủ mưu thanh toán một nhóm giang hồ khác để giành địa bàn, bảo kê. Vào tháng 2 năm 2016, Tuấn B quy tụ hàng chục đối tượng tại quán cà phê trên đường Tên Lửa, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân lên kế hoạch thanh toán đối thủ. Lúc này nhóm của Tuấn B đã chuẩn bị sẵn sàng hung khí. Riêng Tuấn B thủ theo bên người khẩu K54, hai hộp tiếp đạn và 15 viên đạn. Tuy nhiên kế hoạch của Tuấn B bị phá sản khi các tổ chức trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM ập vào khống chế. Bên cạnh đó, tại phía Bắc của Việt Nam đã xảy ra một sự việc khá nghiêm trọng. Đó là cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích liên quan đến băng nhóm Đường Nhuệ ở Thái Bình, đồng thời làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan trong vụ việc bỏ lọt tội phạm. Đây là hình ảnh vợ chồng Đường Nhuệ ở Thái Bình. Vào ngày 9 tháng 6 năm 2020, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội cố ý gây thương tích có liên quan đến Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ ở Thái Bình. Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao kiểm tra xác minh một số vụ việc có dấu hiệu của tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội xảy ra tại một số cơ quan tiến hành tố tụng thuộc tỉnh Thái Bình. Kết quả kiểm tra xác minh ban đầu xác định vào năm 2018, băng nhóm Đường Nhuệ đã gây thương tích cho anh Trần Ngọc Hoàng,
nhưng không bị xử lý hình sự. Cụ thể, vào tháng 4 năm 2018, Bùi Mạnh Tiến, tức là Tiến Trắng, là con nuôi của Nguyễn Xuân Đường và Phạm Văn Sáng đến nhà anh Trần Ngọc Hoàng lái xe ô tô khách 9 chỗ tuyến Vũ Thư, Thái Bình, Hà Nội, yêu cầu anh Hoàng mỗi tháng phải nộp tiền bảo kê 3 triệu đồng và chỉ được đón khách sau 15 giờ hàng ngày. Tuy nhiên, anh Hoàng không đồng ý. Vào ngày 22 tháng 5 năm 2018, Tiến Trắng cùng một số đàn em của Nguyễn Xuân Đường đến nhà và dùng dao chém nhiều nhát làm anh Hoàng bị đứt cơ, gân hai tay và hai chân. Sau khi hành hung tài xế Hoàng, đích thân Nguyễn Xuân Đường đến nhà đưa cho nạn nhân 130 triệu và yêu cầu không đi giám định thương tích. Do lo sợ, anh Hoàng đã có đơn đề nghị không đi giám định. Từ căn cứ trên, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Vũ Thư ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Và cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã trưng cầu giám định thương tích. Kết luận chính xác anh Hoàng đã bị tổn hại sức khỏe tới 44%. Và xác định có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã yêu cầu Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Vũ Thư, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội cố ý gây thương tích theo khoản 3 điều 134 Bộ luật hình sự. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã quyết định chuyển vụ án trên đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình để điều tra theo thẩm quyền và yêu cầu làm rõ dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản để xử lý theo pháp luật. Vào ngày 2 tháng 4, sau khi tiếp nhận thông tin nhóm Đường Nhuệ đánh phụ xe khách tại nhà, công an đã khởi tố bắt tạm giam 6 người gồm vợ chồng Đường Nhuệ và 4 đàn em. Từ vụ án này, công an đã mở rộng điều tra toàn bộ các hoạt động tội phạm của băng nhóm giang hồ này. Đây là hình ảnh vợ chồng Đường Nhuệ với hoạt động công khai với rất nhiều tiền của và thao túng nhiều quan chức cấp cao. Vào ngày 14 tháng 4 năm 2020, công an thành phố Thái Bình tiếp tục phục hồi điều tra vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại trụ sở công an phường Trần Lãm khiến anh Mai Thế Duy bị vỡ xương hàm. Theo đó, cách nay gần 6 năm, bà Đinh Thị Lý, trú tại Trần Lãm, thành phố Thái Bình, có khúc mắc về chuyện tiền bạc với bà Kê ở Hà Nội. Đường Nhuệ đã đứng ra o ép đòi tiền bà Lý. Sáng ngày 18 tháng 11 năm 2014, bà Lý và con trai là Mai Thế Duy tới trụ sở công an phường Trần Lãm chờ giải quyết, thì nhóm Đường Nhuệ xông vào trụ sở công an, đóng cửa đánh mẹ con bà Lý, làm anh Duy bị vỡ xương hàm. Vào ngày 5 tháng 1 năm 2015, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, nhưng sau nửa năm đã tạm đình chỉ vì hết thời hạn điều tra mà chưa xác định được bị can. 5 năm sau, khi phục hồi điều tra, chỉ một tuần sau, công an thành phố Thái Bình đã khởi tố Đường Nhuệ do đã có hành vi đánh anh Duy vỡ xương hàm, thao túng lĩnh vực đấu giá đất, hỏa táng người chết. Sau khi Đường Nhuệ bị bắt, cơ quan điều tra đã làm rõ các hành vi thao túng, thông đồng trong hoạt động đấu giá đất tại một lô đất thuộc phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình. Công an đã khởi tố bắt giam 4 cán bộ thuộc Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Thái Bình về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ban Nội chính tỉnh ủy yêu cầu cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm người liên quan, nhất là cán bộ, không để xảy ra tình trạng sót người, lọt tội. Cũng theo Ban Nội chính tỉnh ủy Thái Bình, từ tháng 12 năm 2017, bằng nhiều thủ đoạn đe dọa, gây rối, khống chế, nhóm Đường Nhuệ đã buộc công ty Thành Phát là đơn vị làm dịch vụ hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thái Bình phải ngừng hoạt động. Đường Nhuệ và Ninh Đức Lợi lập nên hiệp hội tang lễ để thao túng lĩnh vực hỏa táng. Đường Nhuệ phân chia địa bàn cho các doanh nghiệp dịch vụ tang lễ thu tiền luật dưới danh nghĩa hội phí và thu quỹ từ thiện. Bằng các hành vi đe dọa, cưỡng ép, Đường Nhuệ đã buộc các doanh nghiệp dịch vụ tang lễ chấp nhận luật của mình. Và do sợ nhóm Đường Nhuệ, các doanh nghiệp này không dám tố cáo. Và thông qua liên tiếp xảy ra các vụ việc giang hồ cướp phá, chấn lột, bảo kê nổi lên khắp nơi trong cả nước từ Bắc đến Nam, với mức độ tổ chức ngày càng bài bản, rộng khắp và tinh vi, nguy hiểm. Điều này cho thấy chế độ công an trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thất bại trước các nhóm băng đảng tội phạm hình sự, bởi bản thân các quan chức của Đảng Cộng sản đã ăn hối lộ, tham nhũng. Thêm nữa, mọi nguồn lực của Đảng cầm quyền đã được dành quá nhiều cho việc theo dõi, đàn áp và bịt miệng người dân Việt Nam. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Năm ngày 11 tháng 6 năm 2020 với bản tin Phú Trọng lo xây dựng đảng, giang hồ nổi lên khắp nơi. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn
và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de